Ngày 17 tháng 1, Tòa Nhân dân tỉnh Bình Dương đã xét xử sơ thẩm vụ hỗn chiến tại quán nhậu trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên xảy ra cách đây hơn 1 năm. Theo hồ sơ vụ án, vào tối ngày 14 tháng 10 năm 2022, ba anh em ruột là Lê Văn Thương sinh năm 1995, Lê Văn Mến sinh năm 1993, Lê Văn Nhớ sinh năm 1997 mời một nhóm bạn đến quán bia hơi tại phường Tân Phước Khánh để ăn uống. Thời điểm này, Nguyễn Tài Lộc, Trương Kim Tài cùng 5 người khác cũng đang ngồi nhậu ở bàn gần đó. Sau đó, Lộc phát sinh mâu thuẫn với nhóm của Lê Văn Thương nên điện thoại cho Thái Anh Kiệt cùng 5 thanh niên đến hỗ trợ. Khi bị nhóm của Kiệt và Lộc tấn công, Thương đã dùng một vật nhọn kim loại đâm liên tiếp vào đối phương khiến hai người tử vong. Ngoài ra, Thương còn đâm nhầm Nguyễn Văn Nhanh là bạn nhậu trong nhóm của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Lê Văn Thương, 16 năm tù đối với Lê Văn Mến cùng về tội giết người. Các bị cáo liên quan còn lại trong vụ án bị kết án tù từ 1 năm cho đến hưởng án treo đến 3 năm tù giam về tội gây rối trật tự nơi công cộng. Chiều 17 tháng 1, một lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết, công an huyện và ngành chức năng xã Tân An Tây đã tìm kiếm xung quanh nhưng chưa phát hiện 3 thợ lặn mất tích sau tiếng nổ lớn tại sông Cửa Lớn. Người nhà những thợ lặn trên đã đến hiện trường nhưng để đảm bảo an toàn nên chúng tôi không cho họ xuống mò tìm. Chờ công an tỉnh Cà Mau cử lực lượng xuống hỗ trợ. Đến giờ vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ có phải do sự cố bình dưỡng khí oxy hay một nguyên nhân khác. Lãnh đạo huyện Ngọc Hiển thông tin thêm. Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, anh T sinh năm 1982 cùng N sinh năm 1991 và H sinh năm 1998 cùng ngụ huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau điều khiển vỏ lãi đến sông Cửa Lớn lặn tìm phế liệu. Khoảng 9 giờ 30 phút, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra tại khu vực trên nhưng không thấy các thợ lặn đâu nên trình báo cơ quan chức năng. Theo lời người dân, tại hiện trường phát hiện một chiếc vỏ lãi bị đứt làm đôi và trên nhánh cây mắm có một số bộ phận nghi là của cơ thể người. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 17 tháng 1 tại quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Thời điểm trên, ông L sinh năm 1948 trú tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đi xe đạp điện chở cháu ngoại tên H 10 tuổi lưu thông trên quốc lộ 1A khi đến trước cổng bệnh viện Minh An đã bất ngờ va chạm với xe khách giường nằm. Cú va chạm mạnh khiến hai ông cháu ngã xuống đường tử vong. Sau khi va chạm với xe đạp điện, xe khách lao xuống hồ nước bên đường. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe khách có hơn 10 hành khách nhưng không ai bị thương. Được biết hoàn cảnh gia đình cháu H rất khó khăn, bố mẹ cháu đi làm ăn xa nên gửi cháu vào nhà trông bà ngoại nuôi. Chiều 17 tháng 1, ông L chở cháu H đến bệnh viện thăm khám thì không ai gặp nạn. Hiện tại nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.